Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, Tin Quốc tế và Tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Hoa Kỳ và Brazil đang cân nhắc tới việc tổ chức lại một cuộc bầu cử khác tại Venezuela, bất kể là phía Venezuela phản đối. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden trong ngày thứ Năm dường như đã hậu thuẫn cho một cái kế hoạch mới là bầu cử lại ở Venezuela, sau khi mà Tổng thống của Brazil là ông Lula da Silva cũng đã có chung một ý tưởng này, bất kể là phía đảng cầm quyền tại Venezuela và phía đối lập đều cho rằng họ chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 28 tây tháng 7 vừa qua. Ông Biden đã nói chuyện với các thông tấn viên sau khi mà có sự tiên đoán của ông Lula về nhà lãnh đạo Nicolas Maduro có thể sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử mới mà trong đó có các nhà quan sát quốc tế để có một cái giải pháp tiềm năng cho cơn khủng hoảng chính trị tại quốc gia này. Tuy nhiên thì phía Hoa Kỳ đã bác bỏ cái chiến thắng của ông Maduro, và khi hỏi là ông ta có ủng hộ cho cái cuộc bầu cử mới tại Venezuela hay không thì ông Joe Biden trả lời là ông ủng hộ. Trong khi đó thì một cô phát ngôn viên của Cố vấn An ninh Quốc gia sau đó nói rằng ông Joe Biden đã nói chuyện với lại ông về tình trạng của ông Maduro và đại diện của ông ta, tuy nhiên vẫn chưa biết rõ ràng về cuộc bầu cử ngày 28 tây tháng 7 vừa qua, và trong đó gần như là họ muốn phản trả lại cái lời phát biểu của ông Biden, và điều này vẫn chưa được rõ ràng. Đó là lời phát biểu cho thấy rằng là phía của tòa bạch ốc lại có cái nghĩ ngược lại với lại ông Joe Biden. Trong khi đó thì ứng cử viên của đảng đối lập tại Venezuela là Edmundo González được xác nhận từ tòa bạch ốc là cái nơi ứng cử viên đã thắng cuộc. Trong khi đó thì các quốc gia khác ở trên quốc tế cũng đã bắt đầu thừa nhận cái chiến thắng của đảng đối lập. Trong khi đó thì ông Maduro đã bác bỏ hoàn toàn và cho rằng ông ta đã chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, công ty American Airlines lại trì hoãn chuyến bay tới Do Thái từ đây cho tới tháng 4. Bản tin mới nhất cho biết thì hãng hàng không American Airlines nói rằng họ sẽ cho tái lập lại các chuyến bay từ Hoa Kỳ tới Do Thái vào tháng 10, và hiện nay dự tính là nó sẽ kéo dài cho tới tháng 4 năm 2025 theo tường trình của phía truyền thông Do Thái đưa ra. Và công ty hàng không này đã ngưng lại các chuyến bay của họ từ tháng 10 năm 2023 sau khi mà tương tự như những cái hãng hàng không khác, tiếp theo việc mà phía Hamas đã có cuộc tấn công vào Do Thái. Tuy nhiên thì các công ty về du lịch nói cho biết là hiện nay không có chuyến bay nào là của hãng hàng không American Airlines là có thể hoạt động cho tới tháng 4 năm 2025, và các chuyến bay có thể sẽ được dời ra khỏi tất cả những cái danh sách của các công ty hàng không quốc tế. Đây được xem là một quyết định mới nhất của American Airlines ngay sau khi mà có tình hình tại Trung Đông trở nên căng thẳng hơn. Trong lúc đó thì trong tuần này thì mọi người dự đoán rằng là sẽ có một cái cuộc tấn công trả đũa từ phía Iran nhắm vào phía Do Thái. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới các công ty hàng không đang chuẩn bị là sẽ ngưng lại các chuyến bay tới Do Thái trong lúc đang có đe dọa bùng nổ chiến sự tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, những người bài Do Thái đã dự tính là sẽ có một cuộc tụ tập lớn trước cái đại hội đảng Dân Chủ tại Chicago, khi mà phó tổng thống Kamala Harris bay tới Chicago vào tuần tới để chấp nhận sự đề cử của đảng ra tranh cử tổng thống. Bà ta sẽ gặp gỡ với hàng loạt các cử tri biểu tình ở bên ngoài trong một vấn đề là chính quyền của Joe Biden đã hỗ trợ cho Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết thì có khoảng 200 tổ chức dân sự xã hội và công lý xã hội sẽ bắt đầu dự tính của họ là sẽ tụ tập trước cái đại hội đảng Dân Chủ ở tại Chicago vào ngày thứ Hai, bất kể quyết định của ông Joe Biden hiện nay là đã rối rút ra khỏi cái cuộc chạy đua này. Và những người ủng hộ cho Palestine đã nói rằng chính quyền của Joe Biden đã cung cấp nguồn vũ khí cho Do Thái trong cuộc chiến chống lại Hamas, khiến cho hơn 40.000 người Palestine đã bị thiệt mạng tại dải Gaza, theo tường trình của giới y tế do phía Hamas quản trị tại dải Gaza báo cáo, sau khi mà phía Hamas đã tấn công vào Do Thái ngày 7 tây tháng 10, khiến cho 1.200 người bị thiệt mạng và 250 người khác đã bị bắt làm con tin. Bà Harris dự tính là sẽ đưa ra một cái quan điểm của bà ta sau khi mà bà ta được chính thức đề cử, và bà ta được xem là một nhân vật có vẻ như là muốn đi hai hàng giống như là ông Joe Biden,
Và trong đó thì Hatem Abu Daye được xem là phát ngôn viên của một cái nhóm tổ chức cuộc biểu tình ở trước đảng Dân Chủ, cái đại hội của họ, cho biết là hàng chục những cái nhóm liên minh đã có cuộc gặp gỡ sau khi mà ông Joe Biden đã chấm dứt chiến dịch tranh cử của ông ta và thảo luận về đường hướng họ có thể thay đổi khi mà bà Kamala Harris chính thức được đề cử. Và chúng tôi đã có một bản đồng thuận chung, bà ta đại diện cho chính sách và chính quyền và chúng tôi sẽ làm việc với hợp với bà ta. Đây được xem là cuộc biểu tình lớn sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai tuần tới, tức là ngày 19 tây, khi mà đảng Dân Chủ bắt đầu có cái đại hội của họ kéo dài cho tới ngày 22 tây. Các nhà tổ chức cho biết là cuộc biểu tình này sẽ là cuộc biểu tình mang tính chất gia đình và thân hữu. Tuy nhiên thì người ta dự tính rằng cũng sẽ có những cuộc bạo động có thể diễn ra ở tại thành phố Chicago. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, một người đàn ông gốc Jordan đã bị truy tố tội tấn công vào một công ty năng lượng ở tại Florida để mà phản đối vấn đề Do Thái. Một người đàn ông Jordan đã bị truy tố tội gây thiệt hại cho một cơ sở thương mại tại Florida, bao gồm luôn một cái cơ sở về năng lượng trong đó để ủng hộ cho phía của, khi mà họ ủng hộ cho phía của Do Thái, theo các công tố viên đã đưa ra. Người này có tên là Hashem Yonis Hashem Nelhan, 43 tuổi, sẽ đối diện với 40 năm tù và bị cáo buộc rằng đã phá vỡ cửa kính ở phía trước của một cái cơ sở thương mại tại Orlando trước đó vào tháng 6, và sau đó thì ông ta đã xông vào một cái nhà máy sản xuất về vấn đề solar panel ở tại Westfield ở Florida và phá hủy tất cả những cái panel solar vào cuối tháng 6, ước lượng cái thiệt hại lên tới 700.000 Mỹ Kim. Và ông ta đã để lại một cái lá thư cảnh cáo với chính quyền của Hoa Kỳ về những cái đòi hỏi về chính trị và trong đó đe dọa sẽ phá hủy tất cả mọi thứ ở tại Hoa Kỳ theo tường trình của văn phòng biển lý của Florida đã đưa ra. Và người này đã gây thiệt hại cho một công xưởng và công ty mà trong đó nói rằng là những công xưởng và công ty này đã có thái độ gọi là phân biệt chủng tộc và ủng hộ cho quốc gia của Do Thái. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ là ông Merrick Garland cho biết là ông Nahum đã đe dọa thực hiện các cuộc tấn công bạo động nhắm vào quốc gia này với mục tiêu là nhắm vào các cơ sở thương mại và những ai đã ủng hộ cho phía Do Thái. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà có những kẻ gọi là bài Do Thái đã bắt đầu mở các cuộc tấn công bạo động tại Hoa Kỳ. Cùng một lượt thì một nhóm các nhà lập pháp của lưỡng đảng ngày hôm nay đã gửi một lá thư cho ông tổng giám đốc là ông Mark Zuckerberg lên tiếng lo ngại về việc công ty này đã không ngăn chặn tất cả những cái loại ma túy quảng cáo bất hợp pháp trên trang platform của họ theo tường trình của CNBC đưa ra. Trong tháng 3 thì tờ Wall Street Journal đã cho thấy là các công tố viên liên bang đang điều tra là công ty Meta, tức là công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp, về tình trạng mà họ đã để cho việc quảng bá bán tất cả những cái loại gọi là ma túy bất hợp pháp ở trên cái trang của họ. Và tờ Wall Street Journal cho biết là trong ngày 31 tây tháng 7, trong bản báo cáo cho thấy là vẫn có những cái cuộc quảng cáo đã quảng cáo trên Facebook và Instagram. Và theo tường trình thì công ty Meta vẫn tiếp tục thu lượm cái nguồn lợi từ các cái quảng cáo và vi phạm vào tất cả chính sách của họ là của quảng bá cho những cái loại thuốc ma túy được xem là bất hợp pháp. Thêm vào đó thì tờ Wall Street Journal chỉ ra cho thấy là những bản phân tích riêng biệt trong những tháng qua cho thấy kỹ nghệ những cái tổ chức giám sát về kỹ nghệ này phát hiện là có hàng trăm cái mẫu quảng cáo như trên. Lá thư này đã được đồng ký bởi 14 thành viên của Hạ viện, bao gồm luôn cả dân biểu Tim Walker của Đảng Cộng hòa tại Michigan, Good Billy Rakis của Đảng Cộng hòa tại Florida, Katie Caster của Đảng Dân chủ tại Florida, Lori Trahan của Đảng Dân chủ tại Massachusetts, cùng với lại 15 câu hỏi mà công ty Meta làm cách nào để giải quyết vấn đề này và phải trả lời cho họ trước ngày 6 tây tháng 9. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà các cái thành viên trong Quốc hội đã áp lực với công ty Meta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một viên chức của Colombia đã bị bắt giữ trong các tội buôn liên quan tới buôn ma túy ở tại tiểu bang Florida. Một viên chức của tiểu bang của quốc gia là Colombia đã bị bắt giữ ngay tại quê nhà của trong nhà của ông ta khi mà ông ta bị dẫn độ về Hoa Kỳ, theo tường trình của tờ Daily Mail cho biết. Người này có tên là Kevin Lopez, vốn là một thư ký của chính phủ và là quyền thị trưởng của Macao, là một thành phố nhỏ cách khoảng 20 dặm ở biên giới của Venezuela, trong lúc mà ông ta bị bắt giữ tại ngôi nhà này. Và các giới chức cho biết là ông ta đã ở trong ngôi nhà của ông ta ở Rio Hacha, được xem là thủ phủ của cái tỉnh gọi là La Guajira,
và ông ta đã bị truy nã bởi một cái quận ở District Florida vì cáo buộc ông ta đã có những hành động tiếp tay cho những kẻ buôn ma túy. Và một tờ báo địa phương báo cáo cho biết là ông Lobe này đã nằm dưới cuộc điều tra trong vòng 2 năm qua, trong lúc mà chính quyền đã tịch thu ít nhất là 6 tấn ma túy và hàng loạt các loại vũ khí, cũng như là bắt giữ 36 nghi can ở tổng cộng 3 quốc gia. Và văn phòng biện lý của Colombia cho biết là ông này là một thành viên đã tham gia chung với những cái tổ chức bất hợp pháp, và dựa trên những thông tin được cung cấp bởi phía của Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề chống ma túy, chúng tôi đã bắt giữ họ khi mà ông này đã đến Colombia từ Cộng hòa Dominican. Hiện nay thì ông này đang chờ dẫn độ về Hoa Kỳ cho các tội danh liên quan tới buôn ma túy. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt, trong ngày hôm nay, thị trưởng thành phố New York đã bị tống trác hầu cho một cuộc điều tra liên quan tới tham nhũng. Các nhà điều tra của Hoa Kỳ đã tống một cái trác cho thị trưởng của thành phố New York là một phần trong cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới chiến dịch tranh cử của ông năm 2021. Tờ New York Times đã báo cáo vào ngày thứ Năm. Ba cái trác hầu của liên bang đã được tống ra từ tháng 7 cho ông Adam và kể cả cái hội đồng thành phố và cái ủy ban tranh cử của ông ta. Trong đó họ tìm kiếm tất cả những bằng chứng liên quan tới những cái text ở trong các cái phone cũng như các chứng từ cần thiết theo tường trình của cuộc điều tra đưa ra. Và ông Adam được xem là thị trưởng da đen thứ hai của cái thành phố được xem là tài chánh của Hoa Kỳ. Và hiện nay thì ông đang bị tránh né tất cả những cái scandal, bao gồm luôn cả những cái cáo buộc về tấn công tình dục và kể cả việc vấn đề tham nhũng. Và cơ quan FBI cũng như các công tố viên địa phương đang điều tra về một công ty xây dựng ở New York cáo buộc rằng có mối quan hệ với lại chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ và sử dụng cái công ty này giống như là một cái mặt tiền để quyên góp tiền cho ông Adam trong chiến dịch tranh cử của ông từ lúc mà ông bắt đầu nhận chức từ năm 2022. Hiện nay thì văn phòng của ông vẫn chưa đưa ra ý kiến cho biết về việc này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, bản báo cáo mới nhất cho biết bà Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện, đã đe dọa ông Joe Biden nếu như mà ông ta không rời khỏi cuộc đua tổng thống. Cựu chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi, dân biểu của California, đã đe dọa là sẽ đưa ra công chúng về việc lo ngại của bà ta trong việc ứng cử viên tổng thống Joe Biden. Trong đó, bà ta đã áp lực ông này phải chấm dứt cuộc tái tranh cử của bà ta, theo một bản báo cáo mới nhất đưa ra. Trong ngày 21 tháng 7, thì ông Biden đã tuyên bố rằng ông ta sẽ chấm dứt cuộc tái tranh cử của ông ta trong vòng 4 năm nữa tại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, cho tới giờ phút đó thì ông ta vẫn đang chắc, trước giờ phút đó thì ông ta vẫn đang chắc rằng ông ta vẫn tiếp tục trong cuộc đua để nhắm vào cựu Tổng thống Trump. Và ông Biden đã bất ngờ rút lui ra khỏi cái cuộc tranh gọi là chạy đua này sau khi bà Pelosi đã gửi ra một cái ngôn ngữ bà ta chuẩn bị sẽ ra trước công chúng về mối lo ngại của bà ta là ông ta không thể đánh bại ông Trump trong tháng 11. Một nguồn tin đã nói với tờ Daily Mail com như trên. Và bà Pelosi, 84 tuổi, đã gọi cho ông Joe Biden, 81 tuổi, và nói rằng bà ta sẽ có những cái ngôn ngữ gay gắt ở trên công chúng để ủng hộ cho quyết định của bà ta. Một nguồn tin đã cho biết như trên. Và ông Joe Biden đã gây ra một thảm họa sau khi mà cuộc tranh luận vào ngày 27 tháng 6 với cựu Tổng thống Trump đã dẫn tới tình trạng mà ông ta đã bị suy sụp về uy thế rất thê thảm. Và bà Pelosi đã đòi hỏi là ông ta phải rút ra khỏi cái cuộc đua này. Nếu như không, bà ta sẽ ra trước công chúng và sẽ có những lời lẽ không tốt dành cho ông ta. Tôi đã không gọi cho bất kỳ một người nào, bà ta đã cho biết như trên. Và tuy nhiên thì bà cựu chủ tịch này đã nói với một tờ báo là New Yorker Magazine là bà ta sẽ bị mất ngủ khi mà bà ta nhìn thấy cái sự gọi là sút giảm điểm của ông Joe Biden. Và bà ta nói rằng bà ta đang cầu nguyện cho cái mối quan hệ bạn hữu của bà ta và ông Joe Biden. Đây được xem là một trong những bản báo cáo mới nhất đã được đưa ra ngay sau khi mà ông Joe Biden đã tuyên bố là ông ta rút lui ra khỏi cuộc tranh cử tiếp theo sau cuộc tranh luận đầy thảm hại của ông ta với cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Robert Kennedy Jr. đã bác bỏ bản báo cáo cho rằng ông ta đề nghị một vị trí trong cái nội các của bà Harris để đổ lại ông ta sẽ không tiếp tục tranh cử. Bản tin mới nhất cho biết thì ứng cử viên độc lập là ông Robert Kennedy Jr. đã bác bỏ những bản báo cáo cho rằng ông ta đã đề nghị có một vai trò trong cái nội các của bà Kamala Harris để đổi lại ông ta sẽ chấm dứt cuộc tái tranh cử của mình. Ông Kennedy đã bị cáo buộc rằng là bà phó tổng thống Kamala Harris đã có những cái chiến dịch tranh cử được xem là tiêu cực nhắm vào ông và đảng Dân Chủ Trung ương đã nhắm vào ông. Trong đó thì ông nói rằng là bà ông có nói chuyện với lại các ứng cử viên khác để tìm hiểu cái việc gọi là đoàn kết quốc gia. Đây là hành động tin giả.
Tôi chưa bao giờ có cái đề nghị là sẽ có một vai trò trong nội các của bà Kamala Harris. Tuy nhiên, tôi vẫn nói chuyện với các ứng cử viên và tôi gặp một số người. Ông đã phát biểu như trên trong cái chương trình gọi là TikTok Town Hall đã được livestream. Và trong đó thì ứng cử viên độc lập này nói rằng ông ta gặp gỡ với tất cả các ứng cử viên tổng thống trong mùa bầu cử tổng thống năm nay, đặc biệt là kể cả ứng cử viên tổng thống của đảng Libertarian là Jesse Oliver. Tôi muốn gặp gỡ tất cả ứng cử viên để nói về tình trạng của đất nước chúng ta và những cái việc gì mà có thể giúp tới tùy việc mà gọi là đoàn kết quốc gia trong giai đoạn này và kể cả chấm dứt những cuộc chiến tranh ở bên ngoài. Ông ta cho biết là ông ta không chắc chắn là ông ta sẽ phục vụ trong cái vai trò nội các của bà Harris và ông Warren nếu như họ thắng cử. Đây được xem là lời bác bỏ mới nhất của ông ta đưa ra ngay sau khi có bản báo cáo từ giới truyền thông cho rằng ông ta đã có gọi cho bà Kamala Harris và đề nghị là ông ta sẽ có một vai trò trong nội các của bà ta, để đổi lại là ông ta sẽ rút lui ra khỏi cuộc tranh cử. Báo cáo này đã được đưa ra bởi tờ Washington Post, trong đó nói rằng là ông ta đã đề nghị chuyện này với lại bà Kamala Harris. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, ông Robert Kennedy Jr. đã hoàn toàn bác bỏ những cái tin này và ông cho đây là tin giả. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cơ quan an ninh nội địa và cơ quan điều tra liên bang DHS và FBI đã điều tra về cáo buộc có một nhân viên tình báo của Iran âm mưu ám sát nhắm mục tiêu vào cựu tổng thống Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì một nhóm lãnh đạo của lưỡng đảng các thượng nghị sĩ đã thực hiện một cuộc giám sát với một cục an ninh nội địa và chính quyền sau khi họ đòi hỏi câu trả lời từ giám đốc cơ quan FBI là ông Christopher Wray cũng như là bộ trưởng bộ an ninh nội địa là ông Alejandro Mayorkas sau khi có cáo buộc một người đàn ông gốc Iran đã bị truy tố bởi bộ tư pháp trong việc mà âm mưu ám sát các nhà chính trị tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tiềm năng ứng cử tổng thống là ông Donald Trump. Người này có gốc Pakistan có tên gọi là Asif Merchant đã bị truy tố tìm cách gọi là thuê mướn người để sát hại các nhân vật chính trị tại Hoa Kỳ. Và đây được xem là một cái âm mưu đầy nguy hiểm. Ngày hôm nay đã bị cáo buộc bởi một công dân Pakistan có mối quan hệ rất mật thiết với Iran và rõ ràng đang thực hiện cái chiêu trò của Iran, tức là cái playbook của Iran. Ông Ray đã viết trong một bản thông cáo báo chí và đây là cái hành động âm mưu trực tiếp từ bên ngoài nhắm vào các viên chức của hay là bất kỳ một công dân nào của Hoa Kỳ, đe dọa tới an ninh quốc gia của chúng ta, cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn theo nguồn tin của FBI. Và trong đó thì trong một lá thư gửi ra cho ông Ray và Mayorkas vào ngày thứ tư thì người đứng đầu của Ủy ban đặc trách về an ninh nội địa và Ủy ban đặc trách về vấn đề nội bộ của Thượng viện Hoa Kỳ là Gary Peter thuộc Đảng Dân chủ tại Michigan cùng với thành viên cao cấp của ủy ban này là ông Rand Paul được xem là một trong những nhân vật khá quan trọng và một cái tiểu ủy ban đặc trách về cuộc điều tra này với chủ tịch là Richard Blumenthal cùng với thành viên cao cấp là Ron Johnson đã đưa ra một cái bản lá thư và trong đó yêu cầu cung cấp tất cả những chứng từ liên quan tới cái âm mưu bắt đầu từ hồi tháng 4 năm 2024 khi mà ông ta bay từ Pakistan tới Istanbul và sau đó tới Houston, Texas và trong ngày 13 tây tháng 4 và tìm cách thuê mướn những cá nhân thực hiện cái âm mưu ám sát của ông ta nhắm vào các viên chức của Hoa Kỳ. Và phía thượng viện chỉ ra cho thấy rằng là đã có hàng loạt những cái đe dọa tới các viên chức và các dân cử của Hoa Kỳ và điều này họ cần biết tất cả những chi tiết. Đây được xem là một trong những cuộc điều tra mới nhất của ủy ban đặc trách trên sàn thượng viện nhắm vào hai cơ quan của Hoa Kỳ là DHS và FBI để buộc họ cung cấp tất cả những chứng từ cần thiết liên quan tới cái âm mưu ám sát này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ đề cử những nhân vật trong nội các ngay trong ngày đầu tiên trong cái toán gọi là chuyển tiếp quyền lực. Cựu Tổng thống Trump trong ngày thứ Sáu loan báo rằng ông sẽ bắt đầu có một cái cuộc gọi là có một cái team chuyển tiếp quyền lực trong năm 2025 và ông chắc chắn rằng chính quyền ông sẽ sẵn sàng làm việc ngay từ ngày đầu tiên. Và toán chuyển tiếp này được đồng chủ tịch bởi Linda McMahon và Howard Lubnick được xem là những người làm việc trong cái chính sách của ông Trump trước khi mà ông quay trở lại tòa Bạch Ốc. Theo tường trình một bản statement trong chiến dịch tranh cử ông đưa ra, McMahon đã đứng đầu trong cái cơ quan đặc trách về US Small Business Administration trong thời gian mà ông Trump còn là tổng thống và Lubnick được xem là chủ tịch và tổng giám đốc của Cantor Fitzgerald được xem là một trong những công ty dẫn đầu về vấn đề dịch vụ tài chính hàng đầu trên thế giới. Và Lubnick được xem là người đã đứng ra tổ chức một cái cuộc gây quỹ ngay tại quê nhà của ông ta ở Hampton cho Tổng thống Trump trong tháng này và nơi đó đã gây quỹ được 15 triệu Mỹ Kim.
và McMahon là đồng chủ tịch của một cái tổ chức gọi là World Wrestling Entertainment, trong những năm gần đây đã dẫn đầu trong cái đứng đầu trong cái tổ chức nghiên cứu có tên gọi là America First Policy, được xem là một tổ chức chiến lược ủng hộ cho ông Trump. Và các cái tổ chức này đều điền cái mẫu đơn là 501c4 và trong đó họ sẽ bắt đầu cổ võ cho tất cả những cái chương trình liên quan tới vấn đề về social welfare, tức là về an sinh xã hội, cũng như là một đây không phải là một tổ chức gọi là có quyền lợi. Và người đứng chung liên danh với ông Trump là thượng nghị sĩ Jed Vance cũng sẽ phục vụ trong vai trò là chung với con trai của ông Trump là Donald Trump Jr. cùng với là Eric Trump. Và năm 2024 thì cái platform của GOP là Make America Great Again sẽ tiến tới phía trước với nghị trình của chúng tôi là an toàn, thịnh vượng, tự do cho người dân Hoa Kỳ. Chính quyền của tôi sẽ đưa ra và thực hiện tất cả những lời cam kết này. Chúng ta sẽ tái lập lại tất cả tình trạng mạnh mẽ của chúng ta. Và khi mà tôi trở lại tòa Bạch Ốc, và chắc chắn rằng là cái sự tự tin của Trump Vance và chính quyền của Trump Vance sẽ trở thành một cái chính quyền có hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên. Đây là một trong những cái thông báo mà ông Trump đã đưa trên trang True Social của ông. Cùng một lượt thì một tổ chức Super PAC do ông Musk lập ra đã bắt đầu chi tiền cho cái chiến dịch quảng cáo ủng hộ cho ông Trump. Một tổ chức ủng hộ cho ông Trump Super PAC do nhà lãnh đạo của công ty Tesla là ông Elon Musk đã bắt đầu khởi động chi tiền cho cuộc bầu cử vào tháng 8 năm nay theo tường trình của hãng thông tấn Bloomberg đưa ra. Trong tháng 7 thì cái PAC này đã được chọn để mà ủng hộ cho cựu tổng thống Trump với cái lời đồn rằng là ông Elon Musk sẽ đóng góp khoảng 45 triệu Mỹ Kim vào trong cái tổ chức này mỗi một tháng cho tới ngày bầu cử. Và hiện nay thì tổ chức này được biết là theo báo cáo của cơ quan FEC, tức là Ủy ban Bầu cử Liên bang cho biết thì họ đã chi ra 5.8 triệu Mỹ Kim trong tháng 8 và đa số là đã chi ra vào tất cả những cái sáng kiến về cái chương trình gọi là thuyết phục tất cả những cử tri ở những địa bàn chiến lược. Và ông Musk được xem là một người đã tuyên bố ủng hộ và endorse cho ông Trump và sẵn sàng giúp đỡ cho ông Trump có thể thắng cử. Và trong tuần này ông cũng đã có cuộc nói chuyện với ông Trump trên trang Platform X, và trong đó hiện nay thì riêng cái trang này không đã có 268.1 triệu view, và nếu cộng lại tất cả các trang mà đã phát hình trên cái cuộc phỏng vấn này thì đạt hơn 1 tỷ view. Và trong ngày thứ hai, tờ Wall Street Journal báo cáo rằng là cái America PAC này đang tìm cách gọi là chuyển đổi 800.000 cử tri mới ở các tiểu bang chiến lược dành cho ông Trump. Và cơ quan này cho biết là đây là một cái super PAC và dự tính là họ cần tới 160 triệu Mỹ Kim để có thể đạt được ít nhất là 6.000 người phục vụ ở trong tất cả những cái tiểu bang được xem là chiến lược tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, ngay sau khi những tai tiếng từ Thích Nhật Từ, Thái Trúc Thích Minh, Thích Trúc Thái Minh và kể cả Thích Chân Quang, thì bây giờ Bộ Nội vụ cho biết là họ sẽ lập 3 ngành kiểm soát về việc mà thực thi tất cả những cái tín ngưỡng tôn giáo ở các khu vực gồm có Bà Rịa, Vũng Tàu, Sài Gòn và Quảng Ninh. Và trong những nơi này được xem là những nơi mà có những ông sư được xem là đội lốt sư và là sư quốc doanh của cái gọi là Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Quốc doanh, trong đó đã gây ra nhiều tai tiếng. Mà những người đã được nêu tên ở trong cái cuộc giám sát này gồm có Thích Chân Quang và Thích Nhuận Đức, và là hai người được xem là được nêu nổi bật lên trong cái tên này. Bên cạnh đó thì Thích Trúc Thái Minh và Thích Nhật Từ không được nhắc tên ở trong cái này. Tuy nhiên thì họ nói rằng họ sẽ cho giám sát chặt chẽ về những hoạt động tôn giáo của những cá nhân, những ông sư này mà họ cho rằng là bị công chúng thường xuyên đã lên tiếng than phiền về những lời phát biểu được xem là vô tội vạ của những người này và sử dụng cái mê tín dị đoan để mà đi ngược lại với giáo lý của nhà Phật. Đây được xem là hành động kiểm soát về và mặt tôn giáo dưới sự kiểm soát của Cộng sản Việt Nam, ngay sau khi mà những ông này được mô tả là những nhà sư đã không có một cái lời phát biểu được xem là đúng tinh thần của Phật giáo. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, những công ty sản xuất ngành thuốc đã gặp khó khăn về vấn đề nguyên liệu và giấy phép lưu hành chỉ vì tất cả các nguyên liệu của họ nhập cảng từ Trung Quốc. Bản tin cho biết thì hiện nay cái việc mà duyệt giấy phép để mà cho sản xuất các loại thuốc cung cấp cho những bệnh viện tại Việt Nam đã kéo dài từ 2 tới 3 năm, trong đó đã gây ra rất nhiều những khó khăn cho hệ thống bệnh viện buộc họ phải nhập cảng từ nước ngoài các loại thuốc để cung cấp cho cái hệ thống gọi là y tế tại Việt Nam, bởi vì các công ty tại Việt Nam sản xuất tất cả những cái thiết bị về y tế gần như là họ cạnh tranh không nổi với lại các công ty của Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì theo bản tin cho biết họ đã lệ thuộc rất nhiều
nguồn nguyên liệu sản xuất từ Trung Quốc và khiến cho những công ty này đang đứng với tất cả những cái thử thách, và trong đó có thể là sẽ đi tới tình trạng đóng cửa bởi vì đã bị lỗ và không có khả năng sản xuất để cạnh tranh với các mặt hàng thiết bị y tế vốn đã xuất phát từ Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy là ngành y của Việt Nam đang đối diện với cơn khủng hoảng sau khi mà có những cái thiết bị y tế nhập cảng từ Trung Quốc được báo cáo là thiếu an toàn. Trong khi đó thì thiết bị y tế được sản xuất từ nội địa Việt Nam thì cạnh tranh không nổi với giá rẻ của thiết bị y tế từ Trung Quốc, và bây giờ họ đang có nguy cơ bị đóng cửa vì hai lý do. Thứ nhất là cạnh tranh không nổi, và thứ hai, nguồn nguyên liệu để sản xuất cũng đến từ Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, cuộc thanh trừng đã bắt đầu có được cái dấu hiệu khác sau khi mà một cựu bí thư của tỉnh Bắc Ninh tên là Nguyễn Nhân Chuyến đã bị đề nghị truy tố nhận hối lộ lên tới 14 tỷ đồng. Vốn là cựu bí thư của tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chuyến, người được xem là có rất nhiều những bà con và thân gia đình thân nhân của ông ta nằm trong vùng máy cai trị ở tỉnh Bắc Ninh, đã bị đề nghị án truy tố lên tới 14 tỷ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong 7 năm qua, và 1 tỷ đồng từ một số người khác theo tường trình cho biết. Và ông này đã có liên quan tới cái công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đã bị truy nã tại Việt Nam và không có mặt tại Việt Nam. Và ông Nguyễn Nhân Chiến hiện nay là nhân vật chính trong cái cuộc điều tra và đốt lò của Nguyễn Phú Trọng trước đây. Và giờ đây thì Tô Lâm vẫn tiếp tục yêu cầu thúc đẩy cái vụ án này. Và ông ta đã bị cáo buộc là nhận lên tới 14 tỷ đồng tiền hối lộ trực tiếp từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, và bà này bây giờ thì được xem là không có mặt tại Việt Nam và đang bị truy nã bởi Cộng sản Việt Nam cũng như đang bị xử vắng mặt tại Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, bất kể tình trạng gọi là lũ lụt mỗi một năm cũng như là tình trạng gọi là ô nhiễm môi trường, thì Công an Cộng sản Việt Nam vẫn bất lực trong tình trạng cát tặc và đang tìm cách chấn chỉnh việc này. Ít nhất là một sở công an ở tại miền Trung Việt Nam đã bắt giữ được một công ty đã khai thác cát lậu một cách vô tội vạ. Bản tin cho biết thì công ty này sẽ bị xử phạt gọi là vi phạm hành chính, có tên gọi là Mỹ Hưng Quantum, về việc gọi là khai thác cát trái phép. Cho bản tin cho biết thì nhiều công ty mang danh nghĩa khác nhưng mà cuối cùng thì họ hút cát đem bán và hút một cách vô tội vạ, khiến cho nhiều khu vực của Việt Nam đã trở nên nguy hiểm hơn sau khi có động đất lẫn vẫn những vấn đề lục lội đã gây tới những cái thảm trạng tại Việt Nam. Và những công ty này dường như đã không bỏ qua tất cả những cái nguồn lợi và họ tiếp tục tìm cách lấy danh nghĩa công ty nhưng lại khai thác cát một cách vô tội vạ. Và hiện nay thì công ty này đã bị phạt vạ với số tiền lên tới 50 triệu đồng về cái gọi là hành vi khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, đây được xem dân chúng tại Kon Tum nói rằng đây chỉ là một cái hình thức phạt một cách tượng trưng và không có tính chất gọi là răn đe cao đối với những công ty chuyên môn hút cát đi bán và không có một cái giấy phép nào cũng như gây ra tình trạng nguy hiểm cho môi trường. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!